chào quý anh chị. BKAV là tập đoàn công nghệ hoạt động trong các lĩnh vực an ninh mạng, phần mềm, chính phủ điện tử, nhà sản xuất smartphone và các thiết bị điện tử thông minh. BKAV là một trong 10 thương hiệu nổi tiếng nhất Việt Nam do Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam bình chọn, nằm trong top 10 dịch vụ xuất sắc do Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam bình chọn. BKAV là doanh nghiệp đầu tiên của Việt Nam lọt vào danh sách các công ty hấp dẫn, cool vendors tại các thị trường mới nổi trên toàn cầu do Gartner, hãng tư vấn công nghệ thông tin hàng đầu thế giới công bố. BKAV Hóa đơn chính thức ra mắt từ tháng 1 năm 2017 là giải pháp toàn diện cho doanh nghiệp khi phát hành hóa đơn điện tử thay cho hóa đơn giấy. BKAV Hóa đơn đang được hàng trăm nghìn doanh nghiệp trên cả nước sử dụng, tiêu biểu như Tập đoàn Hoa Sen, Tập đoàn Vitexco, Tập đoàn Sơn Hà, Tập đoàn Daikin, Tập đoàn Kido, chuỗi cửa hàng King BBQ, Thái Express, Pizza Hut, Highlands Coffee. BKAV vừa là một trong những công ty đầu tiên đáp ứng tất cả các tiêu chí và đã được Tổng cục Thuế chọn kết nối kỹ thuật để ký hợp đồng chính thức trở thành tổ chức nhận, truyền, lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử. Đặc biệt, BKAV là một trong hai tổ chức có nhiều khách hàng sử dụng nhất trong danh sách được lựa chọn. Hiện nay, BKAV Hóa đơn đã sẵn sàng để kết nối đến Tổng cục Thuế và đáp ứng tất cả các quy định theo Nghị định 123 và Thông tư 78. Vậy, hóa đơn điện tử theo Thông tư 78 có gì mới? BKAV xin tóm lược một số điểm đáng lưu ý như sau. Thời điểm áp dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 123 và Thông tư 78 tại 6 tỉnh thành bao gồm Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Phú Thọ, Bình Định từ tháng 11 năm 2021. Hình thức hóa đơn điện tử có hai loại là hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế và không có mã của cơ quan thuế. Cụ thể, hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế là hóa đơn được cơ quan thuế cấp mã trước khi tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ gửi cho người mua. Đối tượng sử dụng, tất cả các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế theo quy định tại khoản 2, điều 91 luật quản lý thuế. Hóa đơn không có mã của cơ quan thuế là hóa đơn do tổ chức bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ gửi cho người mua không có mã của cơ quan thuế. Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đã hoặc sẽ giao dịch với cơ quan thuế bằng phương tiện điện tử, xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin, có phần mềm kế toán, lập hóa đơn điện tử đáp ứng, lập, tra cứu và lưu trữ dữ liệu, đảm bảo việc truyền dữ liệu đến người mua và cơ quan thuế. Hình thức đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử, đăng ký bằng tờ khai mẫu số 01DKTD-HDDT Nghị định số 123 và được đăng ký trực tiếp qua tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử. Một số điểm mới tại Thông tư 78. Không cần làm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn BC26AC, được ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử, thay đổi về ký hiệu mẫu số hóa đơn điện tử và ký hiệu hóa đơn điện tử. Quy định mới về xử lý hóa đơn điện tử đã gửi cơ quan thuế có sai sót. Nhiều văn bản về hóa đơn, chứng từ sẽ hết hiệu lực từ mùng 1 tháng 7, 2022. Như vậy, BKAV đã tóm tắt các điểm đáng lưu ý về hóa đơn điện tử mới theo Thông tư 78. Sau đây là các hướng dẫn sử dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư 78 trên hệ thống BKAV Hóa đơn. A. Hướng dẫn khách hàng đang sử dụng BKAV Hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn theo quy định cũ sang hóa đơn điện tử theo chuẩn Thông tư 78. Hướng dẫn gồm 3 bước. Bước 1. Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư 78 và Nghị định 123. Bước 2. Hủy hóa đơn điện tử hoặc tiêu hủy hóa đơn giấy theo quy định cũ. Bước 3. Bắt đầu sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định mới trên hệ thống BKAV Hóa đơn. Đầu tiên, anh chị truy cập vào hệ thống BKAV Hóa đơn bằng đường dẫn van.yhoadon.vn. Sau đó, đăng nhập bằng tài khoản và mật khẩu đã được cấp. Anh chị bấm vào mục tài khoản. Tại đây sẽ hiển thị thông tin chữ ký số dùng để ký hóa đơn và thông tin đơn vị của doanh nghiệp. Trong trường hợp chưa có thông tin chữ ký số hoặc anh chị có nhu cầu thay đổi thêm nhiều chữ ký số lên để ký hóa đơn, anh chị bấm thêm mới để thêm chữ ký số lên hệ thống. Lưu ý, anh chị có thể dùng đồng thời nhiều chữ ký số. Thông tin chữ ký số này sẽ được đăng ký sử dụng với cơ quan thuế để ký hóa đơn điện tử. Tiếp theo, tại mục thông tin đơn vị, anh chị kiểm tra các thông tin doanh nghiệp như mã số thuế, tên công ty, địa chỉ. Đặc biệt lưu ý cập nhật chính xác email đang sử dụng để cơ quan thuế trao đổi thông tin, gửi các thông báo, chấp thuận đăng ký sử dụng, phản hồi thông tin hóa đơn sai sót. Để khởi tạo mẫu hóa đơn, anh chị bấm vào mục thông báo phát hành. Chọn mục mẫu và quyết định. Tại đây anh chị trỏ chuột nút thêm mới, hệ thống sẽ hiển thị danh sách các loại hóa đơn. Anh chị lựa chọn loại hóa đơn phù hợp với nhu cầu sử dụng của doanh nghiệp. Sau
Sau khi lựa chọn loại hóa đơn, cửa sổ mẫu hóa đơn mở ra. Anh chị tiếp tục chọn hình thức hóa đơn, ký hiệu hóa đơn và những thông tin khác hiển thị trên mẫu hóa đơn. Trước tiên, anh chị lựa chọn loại hóa đơn theo mẫu Nghị định 123 và Thông tư 78. Tiếp theo, anh chị lựa chọn hình thức hóa đơn sử dụng là không có mã hoặc có mã của cơ quan thuế. Tiếp theo là phần ký hiệu hóa đơn điện tử. Ký hiệu hóa đơn điện tử là nhóm ký tự gồm cả chữ viết và chữ số, thể hiện ký hiệu hóa đơn điện tử để phản ánh các thông tin về loại hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử không có mã, năm lập hóa đơn, loại hóa đơn điện tử được sử dụng. 6 ký tự này được quy định như sau. Ký tự đầu tiên là một chữ cái được quy định là C hoặc K. C thể hiện hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, K thể hiện hóa đơn điện tử không có mã. Hai ký tự tiếp theo là hai chữ số Ả Rập, thể hiện năm lập hóa đơn điện tử, được xác định theo hai chữ số cuối của năm dương lịch. Một ký tự tiếp theo là một chữ cái T, D, L, M, N, B, G, H, thể hiện loại hóa đơn điện tử được sử dụng. Hai ký tự cuối cùng là chữ viết do người bán tự xác định căn cứ theo nhu cầu quản lý. Trường hợp người bán sử dụng nhiều mẫu hóa đơn điện tử trong cùng một loại hóa đơn thì sử dụng hai ký tự cuối nêu trên để phân biệt các mẫu hóa đơn khác nhau trong cùng một loại hóa đơn. Anh chị bấm vào thay đổi để lựa chọn ký hiệu theo nhu cầu của doanh nghiệp. Trường hợp không có nhu cầu quản lý thì để là II. Tiếp theo, anh chị lựa chọn các tiêu chí khác, hiển thị khác trên mẫu hóa đơn như loại thuế suất, chiết khấu, cách viết thông tin và một số mẫu hóa đơn cơ bản. Sau khi lựa chọn xong, bấm ghi lại. Hệ thống sẽ mở ra mẫu hóa đơn với thông tin đã chọn. Lưu ý, mẫu hóa đơn theo thông tư 78, số hóa đơn sẽ có 8 số thay vì 7 như trước đây. Kiểm tra mẫu hóa đơn đã đúng, anh chị đóng cửa sổ xem mẫu, sau đó bấm ký duyệt mẫu hóa đơn để hoàn thành. Để đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử, đầu tiên anh chị chọn mục thông báo phát hành. Tại đây anh chị bấm vào nút thêm mới để tạo đăng ký sử dụng. Tiếp theo bấm vào lựa chọn tạo đăng ký sử dụng theo mẫu Nghị định 123 và Thông tư 78. Anh chị tích chọn các mục đăng ký mới hoặc thay đổi thông tin, hình thức hóa đơn là không có mã của cơ quan thuế hoặc có mã của cơ quan thuế và phương thức chuyển dữ liệu lên cơ quan thuế. Sau đó, kiểm tra lại các thông tin của doanh nghiệp như mã số thuế, tên công ty, địa chỉ. Bước tiếp theo, anh chị chọn thêm các loại hóa đơn sử dụng để cập nhật thông tin ký hiệu mẫu số doanh nghiệp sẽ sử dụng. Theo hướng dẫn tại thông tư 78, sẽ không đăng ký số lượng sử dụng nên sẽ không cần điền tiêu thức số lượng từ số đến số. Tại đây anh chị có thể cập nhật nhiều ký hiệu hóa đơn doanh nghiệp muốn sử dụng, sau đó bấm ghi lại. Hệ thống sẽ hiển thị các thông tin của đăng ký sử dụng. Anh chị bấm vào hình kính lúp để xem tờ khai mẫu 01/DKTD/HDDT theo Nghị định 123. Trên tờ khai, anh chị lưu ý kiểm tra phần thông tin của người nộp thuế, đặc biệt là phần email để nhận thông tin cập nhật từ thuế. Tiếp theo là hình thức hóa đơn, phương thức truyền dữ liệu, phần thông tin chữ ký số được lấy tự động từ phần tài khoản sang. Sau khi các thông tin chính xác, anh chị bấm vào bút ký để gửi đăng ký sử dụng lên cơ quan thuế. Sau khi ký đăng ký sử dụng sẽ chuyển màu xanh lá nhạt và có trạng thái là CTG chờ thuế duyệt. Sau một ngày, trong trường hợp cơ quan thuế chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định mới, đăng ký sử dụng sẽ chuyển màu xanh lá và có trạng thái là TDG thuế đã duyệt. Lúc này anh chị có thể bắt đầu xuất hóa đơn trên hệ thống BKVI hóa đơn. Trong trường hợp cơ quan thuế không chấp thuận, đăng ký sử dụng sẽ chuyển màu đỏ và có trạng thái là lỗi, đăng ký sử dụng có lỗi bị thuế trả về. Trước khi sử dụng hóa đơn theo thông tư 78, theo quy định, anh chị cần hủy bỏ thông báo phát hành hóa đơn điện tử theo thông tư cũ hoặc tiêu hủy hóa đơn giấy. Với hóa đơn giấy, anh chị lập tờ khai TB03C và hủy toàn bộ số lượng hóa đơn giấy chưa sử dụng. Với hóa đơn điện tử, anh chị lập tờ khai TB03C thông báo với cơ quan thuế hủy số lượng hóa đơn điện tử chưa sử dụng. Sau đó, anh chị chọn mục thông báo phát hành, lựa chọn giải số thông báo phát hành đang sử dụng, bấm hình kính lúp để xem. Chọn nút chức năng, chọn hủy giải số và bấm đồng ý. Anh chị vui lòng nhập lý do. Và chọn nút ghi lại để hủy giải số. Sau khi được cơ quan thuế chấp thuận và hủy hóa đơn theo thông tư cũ, anh chị có thể thực hiện xuất hóa đơn trên hệ thống BKVI hóa đơn tại mục hóa đơn đầu ra.
B. Hướng dẫn đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo chuẩn thông tư 78 cho doanh nghiệp sử dụng lần đầu hoặc chuyển từ nhà cung cấp khác sang BKAV. Bước 1. Đăng ký. Anh chị truy cập vào hệ thống BKAV e-hóa đơn bằng đường dẫn van.ehoadon.vn. Sau đó đăng nhập bằng tài khoản và mật khẩu đã được cấp. Hệ thống hiển thị giao diện thông báo về việc cập nhật mẫu hóa đơn. Anh chị bấm vào nút đồng ý để chuyển sang giao diện tạo mẫu hóa đơn. Đầu tiên anh chị bấm vào bắt đầu. Tại giao diện tiếp theo anh chị có thể lựa chọn loại hóa đơn, ngôn ngữ thể hiện trên hóa đơn, kiểu hóa đơn. Và sau khi lựa chọn xong theo nhu cầu của doanh nghiệp, anh chị bấm chọn. Tại cửa sổ của giao diện tiếp theo, anh chị chọn mẫu hóa đơn theo Nghị định 123 và Thông tư 78. Sau đó lựa chọn ký hiệu, logo, hình nền và các thông tin trên mẫu hóa đơn theo nhu cầu thiết kế của doanh nghiệp. Sau đó bấm tiếp tục để chuyển sang bước tạo đăng ký sử dụng theo Thông tư 78. Thao tác này tương tự như thao tác đăng ký sử dụng để chuyển đổi hóa đơn theo quy định cũ sang quy định mới. Để xuất hóa đơn, anh chị bấm vào mục hóa đơn đầu ra. Tại đây, anh chị bấm vào nút thêm mới. Cửa sổ tạo hóa đơn hiện ra, anh chị lựa chọn mẫu số, ký hiệu và ngày lập hóa đơn. Sau đó nhập thông tin người mua và thông tin hàng hóa. Rồi bấm ghi lại. Anh chị bấm vào hình kính lúp để xem bản thể hiện của hóa đơn và kiểm tra các thông tin trên hóa đơn. Nếu thông tin đã chính xác, anh chị bấm ký hóa đơn. Như vậy, BKAV đã hướng dẫn anh chị các thao tác chuyển đổi và đăng ký sử dụng hóa đơn theo thông tư 78, cũng như cách xuất hóa đơn trên hệ thống BKAV e-hóa đơn. Cảm ơn anh chị đã lắng nghe.